Xin chào tất cả anh chị em. Tôi là Phạm Thành Biên, chuyên gia đầu tư tài chính. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu và hỗ trợ anh chị em cách phân tích giá gold ở ngày 19 tháng 8 để làm kế hoạch, làm cơ sở để chúng ta có cái bản nhận định kế hoạch kinh doanh cho tuần tới, tuần ngày 21 tháng 8. Chúng ta đang đứng ở trên đồ thị VK1. Chúng ta nhìn thấy trên đồ thị VK1 này thì chúng ta thấy là có một cái kênh, đó là kênh tăng. Có 3 điểm mốc là điểm 1046, 1375 và 1122. Thì qua 3 điểm này chúng ta hoàn toàn có thể vẽ được một cái kênh tăng giá. Đó. Cái thứ hai là chúng ta nhìn ở trên cái điểm hiện tại, qua hai cái điểm hiện tại đó là cái điểm 1295 và 1296, thì chúng ta có một cái trend là tạo thành một cái trend kháng cự. Cái trend kháng cự này thì phiên giao dịch ngày 18 tháng 8 là giá nó đã đập lại cái trend này lần thứ 2. Lần trước là lần 1 là 1295, lần 2 là 1296 và lần 3 là nó đỉnh nó cao hơn một chút, đó là nó test luôn cái ngưỡng tâm lý của nhà đầu tư là ngưỡng 1300. Và ngay sau đó thì đã bị lực bán của nhà đầu tư xuất hiện và đẩy giá quay trở lại ngưỡng quanh khu vực 1284. Và ở khu vực này chúng ta sẽ nhìn thấy ở đồ thị nhỏ hơn. Chúng ta nhìn thấy đồ thị nhỏ hơn ở trên đồ thị H4, đồ thị nhỏ hơn đồ thị H4. Chúng ta thấy là có một cái kênh tăng. Đây là kênh tăng ở trên đồ thị H4. Chúng ta vẽ qua từ cái ngưỡng giá là 1204 đi qua ngưỡng là 1251 tạo thành một cái kênh tăng như hình vẽ. Đấy, và chúng ta nhìn thấy là giá nó đập cạnh trên lần thứ nhất lại làm cho giá giảm xuống và đập lần thứ ba, lần thứ nhất là lần thứ hai làm cho giá vẫn giảm xuống. Và đây chúng ta thì có một cái trend phụ. Trend phụ này nối qua hai cái đáy liên tiếp và cứ mỗi lần đập vào cái trend phụ này thì giá lại bật lên. Đấy, đập vào trend phụ. Thế vậy là ở cái vị trí hiện tại này, chúng ta nhìn thấy là thứ nhất là có cái vùng kháng cự, vùng hội tụ, vùng mốc lịch sử là 1274. 1274 này là cái một cái đỉnh ở trong quá khứ. Và gióng sang ngang này thì chúng ta thấy là nó tiếp cận với lại cạnh dưới của kênh tăng này ở ngưỡng 1274. Mặt khác, chúng ta nhìn ở trên đồ thị lớn hơn, đồ thị VK1, thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể vẽ được một cái trend, đây tôi phóng to lên chút, một cái trend tăng là từ 1375 đi qua bóng 2, đi qua cái mức đỉnh thứ hai là 1296, chỗ này đỉnh 1296. Tôi lùi về đồ thị D1 để vẽ lại cái điểm này cho nó chính xác hơn. Lùi lại về quá khứ để đặt điểm vẽ cho nó đúng hơn. Đấy. Thì đây là một cái trend giảm. Chúng ta nhìn thấy là gì? Cái trend giảm này giá nó đã vượt qua trend giảm này ở ngưỡng quanh khu vực 1278, 1279. Và hiện nay giá nó đang có xu hướng quay trở lại kiểm lại cái trend giảm này. Đấy, quay trở lại. Bật vào đồ thị H4 chúng ta nhìn sẽ nhìn thấy rõ hơn cái điều này. Đây. Ở tại cái ngưỡng này là ngưỡng mà có giá khoảng cỡ khoảng 1278, 1279. Thì lúc cái ngưỡng này là cái ngưỡng mà giá nó sẽ kiểm lại cái trend giảm và nó đã phá vỡ qua hai lần trước đó. Thì thông thường khi một xu hướng đi breakout thì bao giờ nó cũng có xu hướng quay trở lại kiểm cái vị trí nó đã phá vỡ. Và lần này cái ngưỡng 1278 nó sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ, ở khu vực 1278 này. Đấy là đây là cái vùng mà ngưỡng hỗ trợ. Mặt khác chúng ta có một cái trend giảm nhỏ, trend tăng nhỏ từ nối từ số 3 đi qua số 2. 3 đi qua, đấy, từ điểm mức level 3 đi qua mức level 2 thì nó cũng giao với lại cái đường trend giảm lúc nãy ở tại vị trí 1278. Thế vậy là cái ngưỡng 1278 là cái ngưỡng mà rất là quan trọng cho tuần tới. Nếu đứng trên ngưỡng này thì giá nó sẽ tiến tiếp đi lên. Còn nếu như mà nó gãy qua ngưỡng 1278 thì nó sẽ có xu hướng kiểm lại cái mốc lịch sử cũ 74 và kiểm lại cạnh dưới của kênh tăng. Đấy, và tại cái ngưỡng 1278 này là một ngưỡng khá quan trọng, bởi vì là nhìn ở đồ thị lớn là cái kênh này kênh giảm từ 1275 là từ tháng 7 năm trước, tháng 7 năm 2016 đi qua ngưỡng 1296 và tạo thành cái khu vực 1278 này là một cái vùng hỗ trợ. Và đây là ngắn hạn thì đây là cũng là một cái cạnh dưới của kênh tăng, cạnh dưới của trend tăng.
Và cái điểm mốc 1278 này là cái khu vực mà chúng ta cần phải lưu tâm trong cái phiên giao dịch ngay phiên ngày 21 tháng 8 này. Đấy, đứng trên cái ngưỡng này thì đây sẽ là cho chúng ta cái cơ hội chúng ta mua lên để tìm một nhịp kiểm lại vùng đỉnh. Kiểm lại vùng đỉnh là đỉnh 1300 hoặc ít nhất là nó cũng kiểm lại khu vực 1296, là hai cái đỉnh trước đó là quanh khu vực 1296. Đấy, quanh 1296. Đây là cái bản phân tích rất là ngắn để giúp nhà đầu tư có cái nhìn ngắn hạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em. Hãy đăng ký ngay kênh của tôi để nhận được các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.